다음에 뵙죠. 사람일 줄 몰라. 하지만 아직 우린 그 사실을 잘 모르고 살지. 어떤 누구도 내가 보려는 것만 보고. 내가 để tạo một kiểu tóc của nam diễn viên Hàn Quốc Lee Jong Suk, một nam diễn viên rất nổi tiếng. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình và stylist của mình sẽ đến ngay với kiểu tóc này. Ok, mời em với kiểu tóc của Lee Jong Suk. Ngày hôm nay em đã chọn, em sẽ cắt và uốn những phần tóc dài của em để chỉnh làm sao cho nó cuộn về sau để tạo ra một kiểu tóc sai bát. Để tiếp tục cảnh xung quanh sẽ cắt bốn kiểu tóc vào phần tóc ở trên. 전 같은 사람들을 이어보면 또 무엇이 될까? 그건 아마 너와 내가 연결된 선일지도 몰라. 언젠가 만나게 될 사람인 걸 잘 모르. 어떤 누구도 내가 보려는 것만 보고 내가 궁금한 것만 찾고 바로 너였다는 걸 그게 너였다는 못했을 뿐 좋거나 나쁘거나 상관없이 늘 스치듯 말야 어쩜 우린 서로라는 가까운 사람일지 몰라 하지만 아직 우린 그 사실을 잘 모르고 살지 어떤 누구도 내가 보려는 것만
và mình mong tất cả các bạn sẽ ủng hộ thật nhiệt tình cho Thất Design để tạo được nhiều kiểu đầu đẹp hơn nữa. Cảm ơn. 또 무엇이 될까 그건 아마 너와 내가 연결된 선일지도 몰라 언젠가 만나